Xin chào các bạn, tôi là Hường Tống, người sáng lập ra hệ thống phòng tập Passion Fitness and Yoga. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách các bạn làm cỏ lúa mì ép với cả nho để tạo được một cái thức uống có đầy đủ cái khoáng chất vitamin. Cỏ lúa mì thì có hơn 100 cái enzyme tự nhiên và khoáng chất vitamin để cung cấp vào cơ thể của mình hàng ngày. Để có một cái sức khỏe tốt ý, thì không phải là chúng ta cứ tập luyện là khỏe, mà chúng ta có thể cân bằng cả cái việc ăn uống và tập luyện nữa. Tại sao mà chúng ta cứ hàng ngày phải bổ sung cái lượng vitamin và khoáng chất hàng ngày? Là bởi vì cơ thể của mình không có cái chế độ là tích trữ cái vitamin và khoáng chất. Mặc dù cái lượng vitamin trong cơ thể của mình chỉ có là 1% và khoáng chất là 5%, nhưng mà do là cái cơ chế của cơ thể là không tích trữ, vậy nên là chúng ta sẽ phải bổ sung hàng ngày cái lượng khoáng chất và vitamin hàng ngày thông qua cái đường nước ép hoặc là đường hoa quả, rau củ quả tươi sống các bạn nhá. Bây giờ thì đây là các bạn nhìn thấy là cỏ lúa mì là tôi đã trồng, sử dụng cỏ lúa mì để sau 8 đến 10 ngày trồng. Và khi cắt cỏ lúa mì ấy, thì chúng ta sẽ cắt đến gốc để cắt từ gốc để đảm bảo là cái nước của nó sẽ có nhiều nước hơn. Với cái công thức là 150g cỏ lúa mì và 100g nho Mỹ thì chúng ta sẽ ép nước ra được khoảng 200ml nước, và mỗi một ngày thì chúng ta cũng chỉ nên uống là 200ml nước cỏ lúa mì này thôi. Bởi vì trong cỏ lúa mì có chứa rất là nhiều các cái nhân tố enzyme tự nhiên cũng như cái lượng axit amin tự nhiên hàng ngày, thì mình bổ sung làm sao để cho vừa đủ cơ thể của mình, cũng không nên thừa, vì thừa thì lại là gánh nặng cho cơ thể để phải đào thải những cái chất để mình đi vào cơ thể của mình, không sử dụng đến đi ra ngoài. Chúc các bạn luôn có một cái sức khỏe tốt và một tinh thần minh mẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.